Dạ em xin chào các anh chị đam mê sưu tầm đồ xưa đồ cổ. Hôm nay là ngày 8 tháng 1, shop em xin lên giao lưu vài món cùng các anh chị. Trước tiên em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái chóe tàu ha các anh chị. Một cái chóe tàu, chữ này là chữ thọ. Rồi xung quanh của nó là cúc leo á các anh chị. Chóe này size cũng to ha các anh chị, cái bụng bự lắm. Chiều cao là 33. Chiều cao của chóe là 33. Để em thử đo cái, không có cái thước dây. Cái dòng bụng là khoảng ôi trời. Dòng bụng là khoảng 73 các anh chị. Dòng bụng của chóe là khoảng 73 cm. Đây, tình trạng của chóe là làm đẹp hết ha các anh chị. Đồ này là đồ xưa nha các anh chị, đồ chuẩn xưa cũng phải trên 60 70 năm. Đây cái cốt ở phía trong của nó đây các anh chị. Đây. Men nó rất là đẹp ha các anh chị, đồ đồ tàu là cái nét vẽ nó đẹp lắm. Đây rất là rõ, rất là nét luôn ha các anh chị. Em xin quay cái chồn, chồn này các anh chị. Chồn già nha các anh chị. Xung quanh nó là nó có bốn chữ ha các anh chị, tích là cúc leo ở phía trong. Chóe này người ta có qua sử dụng á các anh chị, nên ở phía trong nó còn hơi dơ tí xíu. Đây em xin giao lưu cái chóe tàu cúc leo này với giá là 1,850 bao ship các anh chị ha. 1,850 bao ship. Chóe này cũng to lắm rồi các anh chị, đựng được khoảng cỡ tầm 6 7 lít nước đó các anh chị. Khoảng là 6 6 7 lít nước. Đây, tình trạng là làm đẹp hết ha các anh chị. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bình trà phụng, một cái bình trà con phụng các anh chị. Men của nó là men ngọc đắp nổi. Cốt của nó rất là dày ha các anh chị. Bình này là bình cốt nó dày lắm. Đây cái chôm của nó đây các anh chị, nặng ha, cầm lên nó nặng chịch tay à. Đây cái này là nó đắp nổi ha, cái này là cái chỗ cái lỗ gót nước vào ha các anh chị. Em xin đo kích thước. Kích thước của ấm phụng này có chiều cao là 36 cm, chiều ngang như vậy là 32. Tình trạng là lành đẹp hết ha. Em xin giao lưu cái ấm phụng này với giá là 850 ngàn bao ship các anh chị ha. Cái này ấm nó cũng to lắm ha. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bình bông lấy gốm, gốm lá thiêu các anh chị. Một cái bình bông gốm lá thiêu tích là sơn thủy. Bình này là đồ cũng già các anh chị, đồ già. Đây cái men nó còn đẹp lắm ha các anh chị. Bình này cái nước men, cái nét vẽ nó rất là đẹp ha. Đây tích là sơn thủy ở phía sau, men nó đẹp ha các anh chị. Chôn đây, tình trạng của cái bình này em thấy là ở chỗ miệng á các anh chị, ở chỗ miệng nó có bị phết, nó có bị phết nè các anh chị. Đây khúc này là nó có bị phết ha. Nói chung là người ta làm lại nó cũng đẹp lắm mà nhìn kỹ mới thấy là nó có phớt thôi các anh chị. Đây ở phía dưới chôn. Bình này có chiều cao là 24 cm. Em xin giao lưu bình này với giá là 650 ngàn bao ship các anh chị ha. Cái miệng nó có phớt thôi các anh chị. Bình này nó size lỡ rồi chứ không phải là nhỏ lắm đâu ha các anh chị. Tiếp đến xin giao lưu là một cặp chân đèn đồng. Em xin giao lưu cùng các anh chị là một chân, một cặp chân đèn đồng ha các anh chị. Đồ này đồ xưa ha. Đây đồ này em mới mua được trong nhà người ta luôn. Chiều cao là 11 cm. Em xin giao lưu cặp đèn này với giá là 600 ngàn bao ship các anh chị ha. Đồ này đồ chuẩn xưa ha các anh chị, tình trạng là làm đẹp hết. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái hũ sâm. Một cái hũ sâm gốm này là gốm Sài Gòn á các anh chị. Gốm Sài Gòn men lam.
ở phía sau nó là nó có minh văn ha các anh chị, nó có minh văn và hình như cái này là hiệu lò hay mộc lò gì ha các anh chị. Đây, ở phía sau là có minh văn bốn chữ và nó có mộc lò. Ở phía trước là tích là sơn thủy luôn ha các anh chị. Hai cái lỗ tai nó còn nguyên, hai cái đeo nó còn nguyên ha. Tình trạng là nó lành lành đẹp 99%, nó không không có nắp mà các anh chị, không có nắp. Đây, không nắp thì em sẽ bán theo giá không nắp ha. Chiều cao của cái hũ này là 11 cm, đường kính của hũ là 9 cm. Em xin giao lưu hũ sâm gốm Sài Gòn với giá là 1,8 triệu bao ship các anh chị ha. 1,8 triệu bao ship, tình trạng là lành đẹp hết ha. Nước men còn rất là đẹp ha các anh chị. Đây, 1,8 triệu bao ship. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái thố. Cái men cốt nó già lắm ha. Ở phía trước là tích hoa bướm, tích hoa, hoa mai nè các anh chị. Đây, ở đây hình như là con bướm nè. Còn ở phía sau là minh văn bốn chữ ha, tình trạng làm đẹp, không bị gì hết. Đường kính của thố là 16,5, chiều cao là 7 7 cm. À, không không không, đây đây các anh chị ơi, làm đẹp 98% mà. Đây em thấy ở đây là nó có bị vẫy một chút xíu à. Đây, nó có bị vẫy chỗ này nè. Nó có bị vẫy chỗ này nè. Đây, đó. Còn lại là không bị gì hết. Đây. Hồi nãy để ý không kỹ. Đây, nó bị vẫy tí xíu chỗ này thôi ha. Đây, em xin giao lưu cái thố này 900 ngàn bao ship. Tình trạng lành đẹp 98%. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái dĩa tàu chuẩn cổ ha các anh chị. Ở trong đây là chữ hỷ hay sao, tình trạng là nó có bị vẫy ở chỗ này ha, nó có bị vẫy chỗ này ha các anh chị. Xem cốt có ở nơ của nó bên trong rất là già ha, cốt của nó rất là già. Đường kính của dĩa là 12,5, 12,3, 12,3 cm ha, 12,3 cm. Em xin giao lưu cái dĩa tàu chuẩn cổ này với giá là 600 ngàn bao ship các anh chị ha. 600 ngàn bao ship. Tiếp đến một cái dĩa trò gốm này là gốm chu đậu chuẩn cổ à các anh chị. Đây, một cái dĩa trò. Tình trạng là em thấy nó có bị phết ở chỗ này ha các anh chị, nó có bị phết ở chỗ cái điểm này ha. Đây. Đó, nó có bị phết ở chỗ cái điểm này. Cái này em thu sao em bán vậy ha, chứ em cũng không có biết làm lại nữa đâu. Em không biết làm lại. Đường kính của cái dĩa trò này là 11,5, 11,5. Đây, nói chung người ta làm lại nó cũng liền lạc, nhìn nó cũng liền lạc, nó cũng đẹp lắm ha các anh chị. Đó. Cái chôm, chôm là chôm sô cô la ha các anh chị. Ở phía trong là nước nước men và những cái hoa văn của nó là còn nguyên ha. Em xin giao lưu cái dĩa trò này với giá là 950.000 bao ship các anh chị ha. Tình trạng là lành đẹp 96%. Ở đây nó có phết nè, ở đây người ta có làm lại tí xíu nè. 950.000 bao ship. Tiếp đến em xin giao lưu một cặp dĩa Nhật ha các anh chị, một cặp dĩa Nhật. Đây, dĩa này là dĩa Nhật xưa các anh chị. Ở phía sau đây tình trạng là lành đẹp. Cái này ngày Tết tới các anh chị đựng hạt dưa, hạt bí hay mứt gì đãi chắc cũng cũng đẹp lắm ha các anh chị. Đường kính của dĩa này là 15,5. Đường kính của dĩa này là 15,5. Em xin giao lưu cặp dĩa này với giá là 400.000 bao ship các anh chị ha. Tình trạng lành đẹp. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái cốc châu Âu ha các anh chị, một cái cốc Hoàng gia Anh. Đây, gốm này là gốm châu Âu chuẩn xưa ha các anh chị, đồ này đồ xưa. Đây, cái này những cái cốc này là để làm ga, là để kỷ niệm những quốc vương và những công nương ha, để kỷ niệm đám đám cưới hay là lễ kỷ niệm bạc gì của những người này ha. Đây đây nó có ghi nè, là để kỷ niệm ngày cưới của công chúa
công chúa và hoàng tử gì nè, vào ngày 29 tháng 4 năm 2011 ha. Đây. Cũng mười mấy năm ha các anh chị. Đây. Ở phía dưới đây là nó có mộc. Đây. Mộc diêu khay. Em xin đo kích thước. Kích thước của cốc này là 11,5, đường kính là 8,5. Em xin giao lưu cái cốc châu Âu này với giá là 800.000 bao ship các anh chị ha. Tình trạng lành đẹp. Tiếp đến, em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái ống nhổ. Một cái ống nhổ tàu. Đây, tích của nó là ngũ lân chứ không phải tam lân. Ngũ lân vần cầu ha các anh chị. Là trên ống nhổ nó có 5 con lân. 5 con lân đang vui đùa với nhau ha. Đây, 5 con lân. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đây, có 5 con lân ha các anh chị. Nét vẽ nó cũng có hồn lắm. Nét vẽ có hồn. Đây. Em xin quay chi tiết á, quay rõ các anh chị xem. Đây. Ở phía trong ống nhổ ha, đồ này là đồ vuốt tay, đồ xoay tay nha các anh chị. Đây. Kích thước của ống nhổ này có chiều cao là 17,5, đường kính là 17 cm. Tình trạng là lành đẹp hết ha, không bị gì hết ha các anh chị. Rất là đanh ha. Em xin giao lưu cái ống nhổ tàu này với giá là 1,9 triệu bao ship các anh chị ha. Em xin giao lưu với giá là 1,9 triệu bao ship. Đây cái chôn già ha các anh chị, chôn già. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp chén. Một cặp chén tàu vẽ gấm. Đồ này là đồ Trung Quốc xuất dương các anh chị. Đây, made in China nè. Đây, một cặp chén tàu vẽ gấm. Chén này là chén ăn cơm nè các anh chị. Đường kính là 11,5 cm. Đường kính là 11,5 cm. Cặp chén này em xin giao lưu với giá là 350.000 bao ship các anh chị ha. 350.000 bao ship. Tình trạng lành đẹp. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp chén vạn ninh đó, các anh chị, một cặp chén vạn ninh chuẩn cổ ha. Ở phía dưới chôn là nó có mộc, tích là tích hoa, tích là tích bông hoa. Đây là bụi lan, đây là minh văn ha các anh chị. Đây minh văn. Rất là cặp này là nó vô cặp đồng thanh đồng thủ ha các anh chị. Tình trạng của cặp chén này là lành 98-99% các anh chị ơi. Nó không bị gì hết ha. Lành đẹp 98-99%. Em xin giao lưu cặp chén này với giá là 850.000 bao ship các anh chị ha. Nó vừa có minh văn mà vừa có mộc nữa ha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp chuẩn cổ nữa ha. Đây, một cặp chén vạn ninh. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bình trà. Một cái bình trà, bình này là size nhỏ nha các anh chị, size mini, size nhỏ. Bình này là gốm Nam Bộ xưa nha các anh chị. Tích là thọ tiên. Thọ tiên. Đây, ở phía nó vẽ hai mặt ha. Nó vẽ hai mặt thọ tiên. Chôn đây các anh chị. Bình này có tình trạng là lành đẹp lắm ha các anh chị. Men bóng, nước men nó bóng, nó lên nước rất là đẹp ha. Đây. Bình này có dung tích là khoảng 300-400ml thôi các anh chị, 300-400ml. Chiều cao là 11 cm. Em xin giao lưu cái bình trà Nam Bộ xưa này với giá là 400.000 bao ship các anh chị ha. 400.000 bao ship, tình trạng lành đẹp hết. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái cốc. Một cái cốc. Cốc này hình như là cốc Đức hay là cốc Pháp gì đó các anh chị. Đây. Nhưng mà đồ này là đồ xưa nha các anh chị. Đồ này đồ châu Âu, cũng đồ xưa. Đây, nó khắc nổi đẹp lắm nha các anh chị. Khắc nổi, cái này là khắc thành phố gì của hình như của Nga hay là của Đức gì á các anh chị. Đây nó có ký hiệu nè. Ký hiệu này em thấy nó quen quen ở trong đá banh hay sao á. Đá banh là nó có cái những có cái ký hiệu này nè. Đây. Nói chung là đồ châu Âu, đồ châu Âu chuẩn xưa các anh chị. Đây, ở phía trong, tình trạng lành đẹp. Chiều cao là 16 cm. Chiều cao là 16 cm. Em xin giao lưu cái cốc châu Âu xưa này với giá là 800.000 bao ship các anh chị ha.
Đây một cái cốc bia ha, một cái cốc bia, cốc này cũng to lắm ha các anh chị. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp chén dĩa, một cặp chén dĩa, đồ này là đồ Trung Hoa dân quốc nè các anh chị, đồ này đồ ký kiểu nè. Đồ này là đồ chuẩn cổ ha. Đồ này là đồ ký kiểu, cốt nó rất là mỏng mà các anh chị, mỏng như vỏ trứng vậy ha. Mỏng lắm. Đây cái màn. Tích của nó là tiên cô, tích của nó là tiên cô qua các anh chị. Đây. Màn thì màn trắng đục ha. Rất là mỏng. Đây. Thấu quang luôn á các anh chị ơi, có thể là thấu quang tại nó mỏng lắm. Em quay cái dĩa. Đây. Dĩa. Ở phía sau nó có mộc ha. Cái này là dĩa tàu chuẩn cổ rồi ha các anh chị, đồ này đồ cổ. Tình trạng là lành đẹp. Thấy là nó không bị gì hết, lành đẹp 98%, 98-99% luôn. Đường kính của chén thì 10,5, đường kính của dĩa là 15 cm. Đây, em xin giao lưu cặp cặp chén chén dĩa tàu, cặp chén dĩa tàu này với giá là 1 triệu bao ship các anh chị ha. Với giá là 1 triệu bao ship. Tình trạng là lành đẹp hết ha. Cái này là đồ ký kiểu nha các anh chị. Cốt rất là mỏng ha, rất là mỏng. Phía sau có mộc. Này. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bình trà. Một cái bình trà này, bình trà tàu cũ thôi nha các anh chị. Bình trà này bình trà tàu cũ, nhưng mà được cái là nó to. Nó to và đẹp. Đây, tích của nó là cúc leo. Gốm này là em tư duy đâu rồi. Đây. Ở phía dưới nó có mộc. Ở phía bên hông là nó có phí quốc gia bảo gì nè. Phí quốc gia bảo. Cái này là em nghi là đồ Bát Tràng á các anh chị. Đồ Bát Tràng. Gốm này là gốm Bát Tràng này ha các anh chị. Đây. Nhưng mà nói chung giá nó rẻ. Các anh chị mua về các anh chị về là xài luôn ha. Các anh chị khỏi có cần trưng bày đề co chi. Đây, chiều cao của ấm là 14,5, dung tích là trên 1 lít ha các anh chị. Dung tích là trên 1 lít, khoảng 1 lít 2 á các anh chị, giá rẻ thôi. Em xin giao lưu cái ấm này với giá là 300 ngàn bao ship các anh chị ha. Đây, 300 ngàn bao ship, tình trạng là lành đẹp hết. Rồi các anh chị chăm trà uống. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái trò. Một cái trò. Đây một cái trò, trò này nó cũng nhỏ ha các anh chị, nó không có to lắm ha. Đồ này đồ xưa ha các anh chị. Đây cái cốt của nó. Tình trạng của trò là em thấy là nó có bị vẫy ở chỗ này một chút ha. Nó có bị vẫy chỗ này một chút. Còn lại là lành. Ở phía trong là nó vẽ hoa. Đường kính của cái dĩa trò này là 14 cm, chiều cao là 7,5 cm. Em xin giao lưu cái trò này với giá là 400 ngàn bao ship các anh chị ha. Đây, đồ này đồ xưa nha các anh chị. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bình trà. Một cái bình trà gốm Nhật nha các anh chị. Một cái bình trà rồng gốm Nhật. Bình này là bình size to nha các anh chị. Đối với gốm Nhật, những cái bình trà gốm Nhật như vậy á, size này là size to nhất rồi nè các anh chị. Dạng như cái kiểu, cái kiểu bình tròn như vậy nè. Là bình này là bình to nhất chứ không, em không có nói tới những cái bình mà dán trụ các anh chị. Bình dán trụ thì sẽ trên 1 lít cũng có, trên 1 lít cũng có. Nhưng mà đối với những cái bình trà rộng như vậy, cái loại nó như vậy thì cái bình này là bình to nhất ha. Tiếc một cái là cái chỗ cái vòi này nó bị vẫy. Đây vòi này nó bị vẫy và nó mất nắp. Đây, cái này em bán về cho các anh chị về kiền cái đầu vòi lại và tìm cái nắp ba ghép vô để trưng bày hoặc là bán lại cũng có lời ha. Em xin giao lưu cái bình trà gốm Nhật này với giá là 800 ngàn bao ship các anh chị ha. Để cho các anh chị mua về, các anh chị sửa cái vòi này lại chút rồi tìm nắp ghép vào để bán. Còn ta. Đây, món cuối cùng. Món cuối cùng em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bình,
Một cái bình này là một cái bình nước ha các anh chị, bình nước hay bình trà gì á. Cái này là em nghĩ mua về để trưng decor chứ sử dụng thì cũng khó lắm. Đây một cái bình trà. Cái này là hình như là con nai. Con nai, cái đầu con nai. Chiều cao của bình này là 27 cm, chiều cao là 27 cm. Tình trạng là lành đẹp hết ha. Em xin giao lưu cái bình này với giá là 800.000 bao ship các anh chị ha. Đây tình trạng làm đẹp. Còn nữa, còn các anh chị còn một cái món cuối nữa. Một cái dĩa. Em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái dĩa Nhật. Một cái dĩa Nhật. Tích của nó là Sơn Thủy Thiên Hạ Thái Bình ha các anh chị. Ngày hôm qua chồng em có lên một cái dĩa, một cái bình trà, một cái bình trà gốm Nhật cũng tích như vậy luôn nè các anh chị. Cũng tích là Thiên Hạ Thái Bình luôn ha. Các anh chị có thể mua về ghép cặp, vừa bình vừa dĩa ha. Trưng bày trong tủ ốp phê cũng đẹp lắm. Đây, tình trạng của dĩa là lành đẹp hết. Ở phía sau là nó có mộc ha các anh chị. Phía sau có mộc. Đường kính của cái dĩa này, đường kính của dĩa là 13,5 cm. Em xin giao lưu cái dĩa Nhật này với giá là 850.000 bao ship các anh chị ha. Tích nó cũng hiếm ha. Tích nó cũng hiếm và làm đẹp nữa ha. Dạ em xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi kênh em. Các anh chị có cần món nào hoặc thích món nào cứ liên hệ em qua số điện thoại 0826 252052. Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.